Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Anh Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Đại Chiến Ma Thuật Yu-Gi-Oh! Vua Trò Chơi nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Thì cái tựa game này mình cũng chưa không dừng đâu anh em ạ, không nghỉ đâu. Thì mình vẫn cày, ngày nào mình cũng cày. Và hiện tại thì mình cũng đang lực chiến gần 400.000 lực chiến rồi. Cũng gọi là tạm tạm anh em ạ. Không quá mạnh và cũng không quá yếu. Chúng ta sẽ nhận với cái này và tích mãi thì hôm nay mình có thể đủ điểm để đi mở một số thứ cho anh em. Đầu tiên là thẻ bài. Chúng ta sẽ triệu hồi thẻ 5 sao nha anh em. Tôi có tận đến 2 cái luôn. Và hy vọng là chúng ta sẽ mở được thẻ gì nhở? Thẻ đỏ anh em nhá. Và 3, 2, 1 ghép. Rồi ôi, vua bí ngô. Nice, vua bí ngô khá đẹp anh em ạ. Đâu rồi, vua bí ngô đâu? Thẻ bài. Chúng ta có vua bí ngô. Vua bí ngô là một con thẻ cam anh em ạ. Cũng đẹp đấy chứ nhờ. Không tệ chút nào cả, nhưng mà mình muốn một thẻ đỏ anh em. Một thẻ đỏ thì nó sẽ gọi là nó bá hơn rất là nhiều. Không biết là liệu rằng là mình mở một thẻ nữa ra chắc chắn nó sẽ có thẻ 5 sao rồi. Nhưng mà mình muốn mở cái triệu hồi này, cái này mình đang có 10 cái thẻ này và mình sẽ mở thử nha anh em. Thẻ đó. Rồi, thẻ gì đấy? Ui, no. Ui, bọ chúa biến dị. Nice, thẻ đỏ kìa. Hai thẻ đỏ chăng? Thẻ đỏ nữa. Như vậy là tôi sẽ có thể cho bọ chúa biến dị của mình lên cấp rồi. Holy shit, thẻ đó. Đó. P10. Triệu hồi giới hạn. Chúng ta đang có khoảng 10 cái, có thể triệu hồi một lần anh em ạ. Nói chung là mình có rất là nhiều thứ để mình triệu hồi. Mình có cái quà VIP. Cái này là ngày nào mình cũng được nhận anh em ạ. Dĩ nhiên rồi, tôi nạp thẻ vào đây mà. Tôi nạp khá nhiều tiền vào đây, anh em đừng có coi thường tôi nhé. Phúc lợi ngày, nhận hết luôn. Có nhiệm vụ gì làm hết luôn. Và căn bản là cái game này nó cũng không có cốt mới anh em ạ. Nó khá là buồn. Buồn như con chuồn chuồn. Trong khi đó Hải Thạc Đại Chiến có rất là nhiều cái cốt mới. Trong cái này đấy có cốt mới à. Nhưng mà không sao anh em ạ. Bây giờ con này sẽ lên được 6 sao dành cho bọ chúa biến dị. Tăng bậc nào. Tôi có một bọ chúa biến dị ở đây. Tôi cần 2 thẻ bậc 5. Hai thẻ bậc 5 của cái hệ này thì mình nghĩ là cũng hơi khó kiếm. Thẻ bậc 5 của cái hệ này đúng không? Hai thẻ bậc 5 thì mệt thật. Chẳng biết là đây. Chúng ta sẽ dùng một cái con kỵ sĩ pháp sư này lên này. Kỵ sĩ pháp sư và tôi cũng không biết là lấy con nào nữa đi. Đây là thẻ bậc 4 này. Nó đấy có cốt anh em ạ. Thật sự là đấy có cốt. Đấu trường ma thuật có ngay quả khủng. Thật sự là rất tệ. À đây rồi, xin chào, có cốt mới anh em ạ. Có cốt mới. Nice. Ai cũng có cốt mới nha. Xin chào, thì mình sẽ để link ở cái cốt này ở phía dưới phần comment. Anh em nào thích thì có thể lấy nha. Xin chào, có cốt mới anh em ạ. Cốt vừa nóng hổi ngày hôm nay luôn. 2021. Yeah. Đấy, 100 vạn vàng. Hộp quà thẻ bài à. Mảnh cam ngẫu nhiên. Mảnh cam ngẫu nhiên 20. Phần thưởng. Có thể ra mảnh cam ngẫu con nhà lão bao nhiên gì đó. Mình trong túi đồ. Túi đồ đâu? Túi đồ đây. Tốn à. Nó là cái nào nhỉ? Đây đúng không? Dùng luôn. Có mấy cái. Ui, thẻ bậc 5, 50 mảnh luôn. Yes, cái này ngon nhất rồi đấy anh em ạ. Mai mình sẽ mở tiếp nha. Nhưng mà hiện tại tôi đang bực mình là không biết là làm nào đây. Chúng ta sẽ vào trong cái dung hợp để mình sẽ hiến tế thẻ nha anh em. Tự động thêm những cái thẻ bậc 2, bậc 3. Tôi nhớ nhiều quá ấy. Thì mình phải thu hồi bớt đi. Đó, điều dĩ nhiên. Bậc 3. Rồi tạm thời thế đã. Không biết là trong cái thẻ bài của chúng ta đã đủ chỗ để cho nét thẻ chưa. 143, 150. Đây thẻ bậc 4 ngẫu nhiên ạ.
Hình như là tôi cũng có thể cho lên được rồi anh em ạ. Thẻ bậc 4 ngẫu nhiên tôi đang nhiều quá nhưng mà tôi không biết là mở kiểu gì, tại vì là bên này nó đang kiểu là đông quá. Thẻ bài bên trong bên này nhiều quá. Đây rồi anh em ơi, con này có thể lên được không? Tăng bậc này. Thẻ bậc 4 nó cần nó và thẻ bậc 4 cần 3 thẻ nữa. Holy shit. Ok. Chúng ta làm thế nào đây? Chúng ta làm thế nào bây giờ đây anh em? Khó nhằn. Đây thẻ bậc 4 này sẽ nhét lên bẻ bậc 5. Đây nha nha. Nhét lên bẻ bậc 5. Dễ mà. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Chỉ cần 3 thẻ thôi anh em ạ. Là xong rồi. Bậc 3 rất nhiều. Chọn nhanh này. Ok. Tăng bậc là. Chuộc. Oh no 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 no. Không không không. Cần một con này chứ. Rồi 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 ok. Lên nào, cho nó gọi là rộng rãi chỗ trước ra. Một con. Một con nha anh em. Bên này thì kiếm sĩ tay kiếm lửa thiêng hoặc là cái con yêu tinh này này rất nhiều. Rất rất nhiều. Nên ta sẽ cho lên 1 2 3. Ok, con này nhiều vãi. Con nào mà của cái hệ này thì quá tuyệt vời anh em ạ. Thề là tăng bậc các thứ rất là dễ luôn ấy. Tại vì nó có quá nhiều con ấy để có thể lên được ấy. Tay kiếm lửa thiêng, tay kiếm lửa đen gì đó đây. Một. Như hết rồi anh em ạ. Ba con cơ. Ba con cơ anh em ạ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Hệ này xong nhé, hệ này có rất rất nhiều rồng đen mắt đỏ, à rồng một vuốt anh em ạ. Tăng bậc nó lên. 1 1 2 3. Đấy, hợp lý không anh em ơi? Quá hợp lý. 1 2 chọn nhanh nào. Rồi, tăng bậc lên nào. Rồng một vuốt. Rồng một vuốt có mấy con bậc 5 rồi ấy nhỉ? Hai con bậc 5 rồi. Tăng bậc lên bậc 6. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục mở. Tiếp tục mở anh em ơi. Chúng ta vào trong cái triệu, không phải triệu hồi, nhầm. Và chúng ta vào trong cái thẻ bài, trong cái phần mảnh thẻ anh em. Rồi. Chúng ta mở được 9 thẻ nữa. Có đủ nguyên liệu không ta? Cay nhở. Thật sự là cay vãi, không biết có đủ thẻ để cho nó lên không. Cuộc đời nó nhọ vãi cả chưởng anh em, không đủ rồi. Đó là thẻ bậc 5 bây giờ. Yêu tinh không được. Yêu tinh Jesus không được. Giáp binh hạng nặng. Con thẻ bậc 5 này nó phí lắm anh em ạ. Con này là dạng tăng cơ à? Hồi phục cho hai thẻ bài thấp nhất, kèm theo hộ thuẫn hấp thu sát thương. Mấy con này để cho lên 5 sao ngon mà. Đào ra đây. Cái nhờ. Cái cú thật không thể tăng bậc được cho cái con nồi này anh em ạ. Nó thiếu thẻ bậc 4 của cái hệ cuối này. Thiếu quá nhiều thẻ bậc 4 này. Con này deck lên được. Tại vì con này nó cần cần 3 thẻ, 2 thẻ bậc 5 cơ. Cần 1 thẻ bậc 5 ghẻ ghẻ nữa cơ. Cuộc đời cay nhở, không cho con này lên được bậc thì không thể đánh được anh em ạ. Nó lên bậc thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Lên 6 sao đấy. Kiểu dạng lên 6 sao ấy. Mình đang cay quá. Mình không biết làm gì bây giờ. Triệu hồi à. Triệu hồi tình bạn à. Tình bạn thế nào. Kỵ sĩ yêu tình. Thế này thì nó cũng không hy vọng được là thẻ xịn đâu anh em ạ. Chỉ là nguyên liệu thôi. Nha. Vua nhạc rốc. Chiến binh rồng. Ngư nhân truyền con nhà bà nó thuyết. Vui yêu tinh, ôi da. Vui tinh lại thêm, vui tinh rồi, thẻ bậc cam anh em ạ. Gớm à. Rồng trăng non. Ngư thuật sư. Pháp sư ảo giác. Kiếm sĩ lửa thiêng. Tôi mở hết cái đống này ra để lấy kiếm nguyên liệu cái anh em ạ. Tôi còn 3.000 điểm mà cứ mở đi anh em. Để xem cái vận may của mình đến đâu. Kỵ sĩ vệ binh. Rất rất nhiều nguyên liệu nhá.
Nín ở mấy ngày tuần lễ rồi không chơi một tí nào game này này. Được một con bậc cam. Yêu tình chi sơ đi. Con đấy ngon đấy chứ. Con đấy hồi máu dã man đấy, mình có thể lên được cho anh 7 hay 8 sao gì đó. Ôi mình mở tẹp bô anh em ạ, mở đến là lãnh chúa Macaron. Con này là bậc, không phải bậc cam, 4 sao. Kỵ sĩ vệ binh. Còn con gì? Thôi ok, đồng ý hết rồi đấy. Hết sạch rồi đấy. Tôi triệu hồi quá nhiều. Hy vọng là đủ anh em ạ. À đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Yeah. Yeah, thế chưa anh em? Tôi bảo tôi đợi mà. Tôi đợi một con này mà. Chỉ cần 1, 2 và 3. Ôi. Cuối cùng đã được rồi, tăng bậc lên. 5 sao. Đấy, bây giờ cho cái con kia lên nữa son. 6 sao. Con này khỏe mà. Toàn thể phe địch 97%, con này tấn công lan. Kèm phản đòn cho bản thân, duy trì 2 hiệp phản đòn. Ui, tăng 40% phản đòn phép. Con này cho lên đầu tăng cơ được anh em ạ. Tấn công mục tiêu trước mặt. Tăng 30% HP cho bản thân. Tăng 30% HP cho bản thân. Đại chiêu kèm theo khiêu khích cho mục tiêu chỉ dẫn thương về địch duy trì 2 hiệp. Khiêu khích cưỡng chế khóa mục tiêu đánh thường. Cái méo đây. Hiệu quả phản đòn của đại chiêu đổi thành tăng 60% phản đòn phép. Khi mà phản đòn gây ra 3 phần tấn công. Ok, con này là dạng tăng cơ anh em ạ. Con này tăng cơ cực kỳ ngon. Nói rồi. Lên đi bạn ơi. 1, 2, yeah. Nice sir. Tăng bậc. Tăng bậc. Ui ôi. Lực chiến lên là 64.758. Lực chiến. Quá đỉnh. Sẽ cần 3 bậc nam vào cầm con bọ chúa nữa. Trời ơi. Đột phá. Tăng cấp nào. Ui hết tiền. Ui hết cái ống nghiệm anh em ạ. Holy shit, nó đang lực chiến HP là 159.000, giáp là 5.000, công là 2.000 mấy đây. Con này tăng cơ khủng khiếp vãi, phải nói tăng cơ cực kỳ khủng khiếp à. Nhưng mình nghĩ thế thì mình bỏ con ấy ra, mình có 2 con tăng cơ trong đội hình anh em ạ. Theo như tôi đoán, tôi đánh là sẽ có 2 con tăng cơ đội hình. Thế không được đâu, 2 con tăng cơ đội hình là khá là yếu. Đảm bảo. Đấy, con này có tăng cơ đúng không? Chúng ta có đến mấy con tăng cơ cơ. Cho con này lên đầu để đánh nó đỡ đòn này nè. Để xem đánh nhau như thế nào nha anh em. Mình thấy là đội hình mình đang bây giờ đang khủng khiếp quá rồi. Phải không nào? Đội hình mình bây giờ đang trong nhà tiếng rất là to. Tự động. Đánh con nào trước thì vấn đề là đánh vào con nào trước à. Bỏ chưa đến gì. Ui rồi ôi. Bỏ thủ. Tất cả đến từ chiêu của nó mà. Tăng cơ mình quá nhiều. Mình chẳng thiếu hồi máu. Yêu tinh chi xua đê này. Con chi xua này cũng khỏe này. Nhưng mà thiếu nguyên liệu quá để gọi là nâng cấp lên. Không ai đánh vào con bọ chúa luôn anh em ạ. Nhưng mà đánh hết vào con ở trên thì phải đúng không? Đúng rồi, đánh vào con trên. Con trên cũng có khả năng phản đòn này, yếu hơn rất là nhiều. Hồi máu này. Đổ súng bá vương. Ấy à. Mình nghĩ là để bọ chúa lên trên vị trí của cái thằng kia cũng được. Đấy, con chìa tấn công là mấy thằng trước đó. Bướm, đại bướm đêm à? Kinh phết này là con đại bướm đêm khủng phết. Bọ chúa của tôi phải phản đòn không em ạ? Kiểu dạng phải phản đòn cơ. Khỏe quá nhỉ? Mình thì mình vẫn khỏe rồi, mình thì mình cũng không xoắn lắm. Mình thì mình cũng không quá xoắn lắm ấy. Ok. Lại là thẻ đỏ, nhưng mà thẻ đỏ này là mình cũng chưa quá là ấy, vua bí ngô nè. Vua bí ngô à? Tức là phải xem lại skill của từng con một đã anh em ạ. Những con ở trong top của chúng ta. Con này thì không phải phản đòn rồi nè. Hàng trước. Xuất huyết, con này ngon này. Con này khá ngon.
Kỵ sĩ lửa đen mắc cấp à, 135 à. Nổi có phản đòn. Phản công. Nhưng mà chỉ có 25% xác suất đánh thường phản công ngược đối phương thôi anh em ạ. Rồi con này cũng phản công, con này cũng là tăng cơ. Con này thì khả năng bút máu, con này là hỗ trợ rất là tốt anh em ạ. Hồi phục này. Nói chung là sẽ có giải cả debuff nữa, hay phết. Con này là đám chính không? Bỏng này, con này ngon anh em ạ. Bỏng sẽ là giảm giáp. Đến tới Long Lan. Nói chung là con này cũng ngon. Con này cũng ngon, con khẩu súng báo vương cũng rất ngon. Có lẽ mình nên thay cái con nổi kia đi, con 6 sao kìa. Giảm năng lượng hàng địch phía trước cũng được, con này cũng ok. Thay con kia bằng con nào ta? Đây, chúng ta có một con có thể lên sao được. Yêu tinh thì chắc chắn rồi. Tôi đang xem xét là thấy con nào có thể lên sao được thì mình sẽ cho. Con này. Nên bây giờ mình có những hệ nào rồi? Bây giờ mình có hai hệ hệ đỏ này, hai hệ đỏ này, tất cả để xem rồi. Hai hệ đỏ này. Hai hệ này thay cho con này chắc chắn rồi này. Một hệ đầu tiên. Ba hệ đỏ, chưa có tận ba hệ đỏ cơ. Mình nghĩ mình sẽ thay con này. Con đấy với con pháp sư này nữa. Bậc cam, thông thường ở chúng ta sẽ thay tướng bậc cam vào. Bậc thầy rối. Ơ chết rồi, từ á. Bậc thầy rối cũng được anh em ạ. Nhưng mà lại cùng hệ ở bên này. Bậc thầy rối thì hợp lý anh em ạ, bậc thầy rối quá hợp lý luôn. Bậc thầy rối thì hàng ngang, tấn công sát thương phép và phá giáp, phá hộ giáp hay đấy. Tiêu trước mặt, tăng tấn công bản thân, con này ngon đấy anh em ạ. Vua bí ngô cũng rất là ngon. Cho một mục tiêu kèm theo câm lặng. Con này hay này. Nhưng mà chỉ có một mục tiêu thôi. Con này chỉ có một mục tiêu thôi. Con rồng này thì sao? Sát thương phép, ngẫu nhiên hồi phục năng lượng, con này cũng hay. Nhưng mà không có mảnh đi đâu. Chúng ta đang đợi mảnh để có thể nâng cấp cho con này. Nhưng mà không có mảnh, không làm gì được. Ok, nhưng mà hệ này mình chưa có con nào trong team không? Quá hợp lý để cho lên. Còn tận 4 con có thể lên được sao? Dã man đâu này. Cho hàng trước. Kèm linh hoạt, tăng tỷ lệ né, sát thương vật lý, tấn công, tăng 24% sát thương đối với mục tiêu có HP thấp hơn 50%. Con này tăng bậc cũng dã man lắm ấy. Ok, con này tăng bậc khỏe vãi, có tận 4 con này. Mà bọn này thì cũng ít con nhỉ. Ở đây có 2 con bậc 5 này. Làm nguyên liệu cho nó lên bậc luôn. Tăng bậc để thay cho thằng kia luôn anh em ạ. Nice, yeah. Nhưng mà vấn đề là trang bị nhanh. Cái con tất cả này. Chúng ta có thể lấy đồ từ con này ra cũng được mà. Gỡ trang bị nhanh. Rồi để trang bị cho cái con mới của chúng ta. Trang bị nhanh luôn. Có thể tăng cấp được cho con đấy đấy. Nhanh được. Con này nó hiện tại đang level quá cao, 135, mình cũng muốn bỏ này đi ấy. Chúng ta sẽ hồi dung hợp mà mình sẽ trùng sinh. Hoàn trả đúng không? Hoàn trả vật liệu tương ứng đúng không anh em? Đây rồi, trời ơi, Demon đây rồi. Hoàn trả vật liệu tương ứng nào. Nói chung là hoàn trả cũng được anh em, mất 100 game. Mình đã không cần con này. Ok anh em ơi, ok chưa? Ok rồi thì nâng cấp con này lên đi. Con này có thể lên được cấp 135 anh em ạ. Trời ơi. Cấp đã đầy, tăng bậc không? Tăng bậc hiện tại đã cấp max rồi. Trang bị nhanh. Tăng cấp con này là quá hợp lý rồi, đúng không? Con này lên cấp đi. Đột phá đi. Mình nghĩ để lên cấp 100 là đẹp. Đột phá đi tiếp. Đấy, nó còn lên được nữa cơ, nó còn tăng thêm bậc được nữa cơ anh em ạ. Vấn đề có đủ cái nguyên liệu để cho nó tăng bậc không thôi. Chứ con này cũng rất khỏe nhá anh em. Con này tăng bậc lên thì cũng khỏe đấy. Khỏe phết đấy, không đơn giản đâu nha.
Nhưng mà chúng ta có cần cho con nào lên nữa không? Hai con này đều bậc 6 này, con này hồi máu này. Con này thì còn lâu, tôi cho con này lên đi anh em ơi. Chắc là không đủ đâu, chỉ lên bằng này thôi. Thôi cũng được. Tạm thời vậy nhá, đội hình mình sẽ có sự thay đổi khá lớn. Đánh nhau thay đổi khá là lớn. Và một số con bậc đỏ mà nếu mà không lên được sao thì vẫn phải thay. Thế thôi. Thay con này lên. Ồ, rồi và cho con này lên tiếp. Đấy, được chiến là 4 triệu. Đấy, 4 triệu 2. Khỏe hơn chứ con kia nó chỉ là phản đòn vớ va vẩn thôi, không có gì cả. Chiêu gọi là... Dùng hết tuyệt chiêu của mấy con này đi anh em. Đấy, nó dùng cái búa nó dã vào hàng trước anh em ạ. Nó dã hai con hàng trước. Khỏe chứ, đúng không? Bọn này, ôi, bọn nó ra skill anh em ạ. Khẩu súng bá vương. Ra hết skill cho tôi. Yêu tinh hồi máu, ôi, tinh thừa máu chưa cần vội đâu. Chịu anh em. Ác ma Glyphor. Thằng này khả năng phản đòn rất khủng. 40% phản đòn cơ anh em ạ. Thay là quá hợp lý rồi. Wow. Úi xời. Game này chính ra mình mở khá là may mắn và lực chiến mình cũng tăng khá cao. Úi rồi phản đòn nữa. Phản là 4% thôi anh em ạ. Ê, tởm hết nhỉ, khỏe. Không đơn giản để có thể hạ nó. Mày này. Hay mình đến trước thì để nếu mình đến trước ta. Kiểu dạng vậy. Nó phản đòn phép nó còn đỏ. Đỏ là tướng rất là ngon trong này nha. Ok bạn ơi. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.